Thôi video này chào các bác nha. Video này mình thông báo có chiếc Isaki TA235 đời mới này đang muốn bán nghe các bác nha. Thì bây giờ em quay nhanh thôi chứ em không có lâu nữa. Thì em cũng muốn nhanh thôi. Thì bây giờ qua tình trạng của cái xe thì các bác thấy em quay cho các bác coi luôn. Tình trạng máy còn cực kỳ đẹp luôn nha. Thì em thông báo có chiếc TA235 đang muốn bán nghe các bác nha. Thì em thông báo các bác chiếc này 78 triệu chiếc này nghe các bác nha. Còn thương lượng được mấy thôi chứ không được nhiều đâu. Đó, em thông báo vậy các bác biết luôn. Thì bây giờ xe này đúng không? Để chốc em test máy lên nổ cho các bác nghe luôn. Thì em thông báo có chiếc TA235 đang muốn bán. Thì giá của nó khoảng 78 triệu. Còn có thể thương lượng được một ít với chủ thôi. Thì em thông báo vậy cho các bác biết luôn. Thì các bác mà thương lượng thì muốn thương lượng thì thương lượng qua em cũng được. Thì em chuyên bán, em bán tiệm này mà. Thì em cho thương lượng được một ít, không nhiều đâu. Thông báo trước cho các bác biết luôn chứ nhiều khi các bác kêu như này như kia. Máy móc còn đẹp luôn nghe các bác, chẳng qua nó ố thôi. Còn nếu mà nói máy còn sáng bóng luôn. Ngoài đây nó bám bụi đây nha. Thì em thông báo vậy để các bác biết. Thì hình thức của cái máy thì nó vậy đó. Isaki TA235 bô giảm thanh luôn á các bác. Đó các bác nhìn cái cổ bô nó mà còn cái kia các bác hiểu rồi. Đó còn đồ đạc của nó thì cực kỳ đỉnh rồi. Thì em thông báo cho các bác biết có chiếc này đang muốn bán. Thì bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc với em qua số điện thoại của em, qua em để trên tiêu đề á, rồi em bán luôn cho chiếc này cho nhanh. Thì em mua bán nhanh lắm, được thì em đong luôn cho em gửi đi, các bác phải chịu tiền phí vậy thôi. Gửi đi các tỉnh luôn, các bác chịu phí em gửi đi đâu em gửi. Xuất khẩu qua Mỹ em cũng xuất luôn. Thì em thông báo cái chiếc này đang muốn bán nha. Thì em soi các dàn gầm cho các bác coi luôn. Đó, đầy đủ hết nha. Gầm còn đẹp, chiếc này hai cầu nghe các bác. Có trợ lực tay lái đầy đủ hết. Thì em thông báo để các bác nhanh tay liên lạc lại với em qua số điện thoại của em bán cho chiếc xe này. Thì các bác coi kỹ xe này, xe hai cầu tay lái trợ lực đầy đủ hết. Thì để cho em test cái máy này lên cho các bác coi. Lốp thì nới răn nhỏ nhỏ thôi, không ăn thua. Em bỏ này xong em test máy này lên luôn cho các bác coi nha. Thì video này em muốn nói vậy á, bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại với em qua số điện thoại của em trên tiêu đề á, em bán cho xe này luôn nhanh. Em làm ăn nhanh lắm nên các bác rồi, bác nào mà chậm một tí là bán ngay. Đây thông số đồng hồ của nó đây nghe các bác nha. Nó bụi nha bác, để ngoài đây rất là bụi nên là em phải phủi ra cho nó sạch sẽ. Bởi vì càng mấy trăm cái xe thì làm sao mà có thể dọn rửa cho sạch sẽ được. Nên các bác phải thông cảm như vậy. Rất là nhẹ nổ các bác, chắc em làm nổ, em thử thôi. Cái dòng này em chưa quen lắm. Thì chút nữa em làm nổ nó lên cho các bác coi luôn. Em cũng thấy nó nhẹ nổ thì em thử đây.
Thế em không quen dòng này lắm. Em chưa chạy dòng này bao giờ luôn. 4 D, D hai cầu. Đây à, đây là số gì đây? Đây số bừa. Chắc là vậy. Thôi được rồi, để em nổ cái máy này lên cho các bác coi luôn. Chứ nó cũng không có gì khó. Nó lui ta. Video này em thông báo vậy ạ, bác người nhanh tay được bắt đó liên lạc lại với em qua số điện thoại của em á, bán cái xe này. Giờ em biết ca lên máy này để nhẹ cái nổ thôi, để em biết ca lên cái nổ lắc nghe luôn. Kỳ êm nha các bác nha, máy cực kỳ êm luôn, không có một tiếng động gì hết. Thì để em thử số bừa luôn cho các bác coi. Cái này nha, có sẵn số bừa rồi. Có rồi, em có số bừa rồi. Đây các bác nha. Rồi để em tắt ben luôn. Đó, các bác thấy ben đó. Nó hoạt động bình thường ấy. Chẳng qua không có gì nặng là tì nữa xuống. Đây, em nhích lên. Đó, các bác thấy ben hoạt động bình thường nha. Ừ, các bác thấy ben bình thường luôn. Mọi cái bình thường. Xe nó còn dính đất nhập tay luôn này các bác này. Xe chưa qua dọn ở kỹ càng đâu. Để các bác yên tâm. Xe này thì tuyệt vời rồi. Thì bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại với em qua số điện thoại của em bán cái xe này. Thì với giá như vậy á. Nó xe này tắt ở khóa đây luôn nha các bác. Thì em thông báo để bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại với em qua số điện thoại của em ấy, rồi em bán cho xe này luôn. TA235 nha. Dòng này TA235. Thì để em ráp lại cái bằng cho nó luôn. Bác chờ em tí em lắp lại cái bằng. Rồi em lắp xong rồi nghe các bác nha. Thì qua video này em thông báo vậy á, bác nào nhanh tay được bác đó liên lạc lại với em qua số điện thoại của em thì em bán xe này. Em bán nhanh thôi, không lâu đâu. Thì có bác yêu cầu em làm chiếc TA này thì em làm luôn rồi đó, 2-3 năm nha. Tay lái trợ lực mọi cái đầy đủ hết, tay mâm cầu của nó đầy đủ hết nha các bác nha. Một mình em làm video nó hơi khó nên các bác thông cảm. Chứ nếu như mà có thêm một mấy bữa trước có đứa cháu nữa thì nó làm thì nó đơn giản hơn nhiều. Thì qua video này các bác thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh em để được nhận những video mới nhất về các loại máy nông nghiệp nha các bác nha. Em chuyên bán cho cửa tiệm đây là các loại máy nông nghiệp, máy móc. Nên kênh em là máy móc và nông nghiệp á, các bác vô đó đăng ký kênh em để nhớ bấm một cái chuông nữa để được nhận những video mới nhất. Thì các bác ơi, tình trạng của máy đó nhìn nó còn đẹp nha. Thì xe này mới giá đó mới tính cái đầu không thôi chứ chưa có dàn sới nha. Các bác mua thì thêm tiền vô dàn sới nữa là xong.
là có thể là làm việc được. Rồi, cảm ơn các bác coi video của em nha. Thấy hay thì like, chia sẻ, đăng ký kênh em để nhận những video mới nhất nha.